Xin chào các bạn, trong video tiếp theo mình sẽ nói về ADA, tình hình của ADA như thế nào và vì sao ADA lại tăng trưởng. Bây giờ mình sẽ vào, trước khi bắt đầu video mình xin nhắc lại là mình chỉ chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của mình trong thị trường và không được cho là lời khuyên đầu tư. Bây giờ mình sẽ vào biểu đồ của ADA không 1 giờ xem. Thì giá ADA đã lên đến một vùng cao mới các bạn, đã lên đến là 2,18 đô, rất là tuyệt vời mặt trời. Đây là một vùng cao mới các bạn nhé. Thì chúc mừng tất cả những bạn nào đã tin tưởng vào ADA và nắm giữ đồng ADA lâu dài. Thì ngay cả các bạn đu đỉnh trong cái giai đoạn này đi, thì bây giờ các bạn cũng đã thắng rồi. Đấy. Bây giờ nếu đu đỉnh ở trong cái khoảng mà nhầm ở đây chứ, trong giai đoạn là ADA tầm 1,3, 1,4, 1,4 đô, thì bây giờ là đã các bạn cũng gần thắng rất là nhiều rồi. Đấy, bây giờ là đã lên gần hơn 2 đô rồi. Đấy, tại vì rất là nhiều bạn mới lúc trước là mua ADA ở đâu tầm tầm này 1,4 đô. Đấy, thì các bạn bây giờ cũng đã thắng rồi. Thì mình qua khung ngày đi để phân tích cho dễ. Thì trong khung ngày, trong những video trước ấy, mình có phân tích là những cái vùng ADA cần phải lên. Thì đây là cái vùng 1,74 đô mình đã phá ra, test rất là nhiều lần các bạn. Thế này mình lên này, mình rơi xuống này, mình lên lại, rơi xuống lại. Và đã phá lại được sau khi test một lần này, hai lần này, lần thứ ba mình đã phá được. Và vùng tiếp theo mình đang hướng đến là cái vùng 2,25 đô. Đấy, mình đây là vùng kháng cự tiếp theo. Mình nghĩ là ADA sẽ chạm thôi, sớm thôi. Trong tuần này hoặc là tuần sau. Tại vì sao? Tại vì bây giờ ấy là ngày 15 tháng 5 rồi. Mà như các bạn biết là cuối tháng này mình sẽ có smart testnet của ADA để mình bật qua cái Canal ADA smart contract. Thì cuối tháng này, ngày 31 tháng 5 các bạn nhé, mình sẽ có testnet cho smart contract của ADA. Thì mình phóng to lên cho các bạn dễ nhìn. Đấy, thì cuối tháng 5 này mình sẽ có testnet để thử cái mạng lưới Alonzo này. Alonzo là cái tên thôi, cái tên cho cái thời kỳ này thôi. Thì mình sẽ testnet cuối tháng 5 này. Và cả tháng 6 mình sẽ dành thời gian để mình testnet, có nghĩa là thử nghiệm hệ thống, thử nghiệm cái smart contract. Smart contract tiếng Việt gọi là hợp đồng thông minh. Đấy, những các bạn nào mới không biết hợp đồng thông minh gì thì nên lên YouTube, Google. Tại vì phải có hợp đồng thông minh ấy, thì mình mới có những nền tảng, những khác chạy trên cái hệ sinh thái của Cardano được. Thì mình hôm video trước mình đã giới thiệu đây là những cái hệ sinh thái của Cardano. Những cái nền tảng này đang chuẩn bị đợi cái smart contract các bạn. Là tháng 7, tháng 6 này mới testnet thôi. Đấy, thì tháng 7 sẽ có mạng lưới gọi là mainnet của Cardano. Thì các bạn nên nhớ là những cái này này, những cái nền tảng, những cái hệ sinh thái này, ví dụ như là AMM này, ADO này, Oracle này, Graph này, Payment Order, NFT. Và cái mạng AMM ấy là cái mạng DeFi, mình nghĩ là sẽ bùng nổ. Và NFT, thì vì đây là hai cái mảng gọi là hot trend bây giờ của năm 2021 này. Đấy, thì rất là nhiều công ty các bạn nhé. Mình đếm là bao nhiêu đây, 1, 2, 3, 4, này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Riêng cái mảng AMM là có 11 công ty rồi. MFT nữa. Đấy, thì riêng cái hệ sinh thái bây giờ là có đếm mình 11 này. Đây tính là 11 đi, 11 nữa là 3, 40, gần 50 rồi. Gần 50 cái công ty đang chuẩn bị smart contract. Và còn rất là nhiều công ty mới mình không chưa biết, cũng đang chờ đợi. Và rất là nhiều công ty của đang chạy trên nền tảng của Ether các bạn nhé. Và chờ đợi là khi mà Cardano có smart contract là sẽ chuyển qua. Mình lấy ví dụ này, mình quay về. Thì đấy là lý do vì sao các bạn thấy là giá của ADA bùng nổ trong mấy ngày gần đây. Tại vì khi mà có cái ecosystem này á, thống kê này á ra ấy, thì
nhà đầu tư mới thấy là tiềm năng của ADA nên mới lao vào mua ADA. Tại vì như các bạn biết là cái mảng DeFi rất là hốt bạc, mình đang đang đầu tư rất là mạnh mẽ bên DeFi của Binance Smart Chain, hay là cái mảng NFT cũng đang hốt bạc bây giờ. Đấy, nên khi mọi người thấy những cái hệ sinh thái của Cardano đang chuẩn bị hình thành và đang chờ đợi cái Mainnet Smart Contract ra đời, thì mọi người thường ấy sẽ đầu tư vào testnet các bạn nhé, gọi là mạng thử nghiệm. Và khi có mainnet, mọi người sẽ chốt lời. Thì mình phân tích rất là kỹ trong những video trước của Cardano rồi. Hôm nay mình khá bận nên mình không có làm phân tích kỹ hơn. Thì mình nói sơ sơ như vậy cho các bạn có cái nhận định là như thế nào. Còn những bạn hỏi mình là có nên đầu tư vào ADA ở đây không, giai đoạn này không, thì tùy các bạn. Các bạn phải biết là ADA sẽ lên đến bao nhiêu. 5 đô là chắc chắn rồi trong cái chu kỳ năm nay, nhưng 10 đô thì có chắc không thì mình không biết. Thì các bạn có thể tự có một cái so sánh, là các bạn có thể so sánh với đồng BNB. Tại vì đồng BNB cũng có mới smart contract năm ngoái thôi. Có những cái nền tảng chạy trên BNB là vào ví dụ những cái nền tảng như là AMM này này. Mình thấy là khoảng tầm tháng 8. Đấy, thì các bạn có thể xem vào tầm tháng 8 là khi mà có bắt đầu những cái hệ sinh thái chạy trên nền tảng BNB thì đồng BNB tăng bao nhiêu, thì các bạn có thể tự vào biểu đồ BNB mà xem, và có thể sự so sánh là sau đấy thì BNB tăng bao nhiêu, thì các bạn sẽ có nhận định tốt hơn khi mà ADA có smart contract và có những cái nền tảng này bắt đầu chạy thì giá ADA sẽ bùng nổ như thế nào. Thì đấy là các bạn có thể so sánh với đồng tương tự như thế là BNB. Rồi thì tiếp theo là mình xem là đấy, vùng tiếp theo là đây các bạn nhé. Mình nghĩ đây là vùng kháng cự. Khi mà lên đến đây là ADA sẽ điều chỉnh một nhịp xuống, một hai nhịp gì đấy như ở giai đoạn này này, test vài lần thì mới có thể phá được cái vùng này và tiếp tục đấy, tiếp tục lên đến vùng tiếp theo là 2,75 đô. Đấy, thì mình nghĩ là trong tháng 5, cuối tháng 5 và đầu tháng 6 mình có thể lên đến vùng này, là đâu đấy khoảng tầm 3 đô các bạn. Đấy là chắc chắn luôn, mình nghĩ là như vậy. Tại vì đấy như như mình phân tích ấy, các bạn có thể xem vào vào xem biểu đồ của BNB vào tháng 8 năm 2020 thì các bạn sẽ biết là sau khi mà có smart contract và có những cái nền tảng chạy trên đồng BNB thì đồng BNB tăng bao nhiêu. Theo thì mình quay mình làm luôn đi. Cho nhanh luôn đi, thì mình sẽ vào xem BNB xem. Bây giờ mình sẽ vào trade này, classic này. Và mình sẽ search là BNB. BNB. Rồi bây giờ mình sẽ chọn video một ngày đi. Rồi ok, phóng to lên. Auto. Rồi bây giờ mình sẽ quay về tháng 8 năm 2020, khi mà BNB có những cái nền tảng chạy trên mạng lưới của BNB thì sao? Đây là không một ngày này. Tháng 8 đâu. Sau kỳ cục vậy. Ở đây thì thôi mình qua bên Trading View đi. Mình search BNB. BNB against US dollar. BNB and Binance BSD. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ quay về mình xem là năm 2020 vào tháng 8 nhé, mình xem vào tháng 8 năm 2020 là khi mà video này không có, chỉ đến từ đây thôi các bạn. Từ tháng 9 thôi. Thế ok, thì mình lấy từ tháng 9 đi. Thì lúc đấy giá BNB là bao nhiêu? 21 đô này. Sau đấy rơi thẳng thẳng cánh cò bay. Là bao nhiêu? Thẳng cánh cò bay là 5 đô. Và sau đấy tăng lên lại. Đấy, và 21 đô. Và sau đấy, khi những cái nền tảng bắt đầu chạy, thì BNB lên bao nhiêu? Tháng A, 2020. Này tháng 10 này, tháng 11, tháng 12,
năm 2020 xong là qua năm 2022 ở đây là năm 2020. Kỳ cục quá. Tháng 1, tháng 2. Đây, 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 đây. Sorry các bạn. Tháng 8 này. Đây, tháng 8 các bạn nhé. Đâu đấy tầm tháng 8 giá của BNB là đâu chỉ có 17 đô thôi. Tháng 7, tháng 8 này. Đấy. Thì trước khi đấy ấy, là giá MB bao nhiêu thì mình phải tính là giá MB lúc trước đấy là đâu tầm là 17 đô đây các bạn nhé. Trước khi mà có những cái nền tảng smart contract chạy trên mạng lưới MB thì giá MB chỉ có 17 đô thôi, và sau đây có những cái mạng hệ sinh thái, những cái sàn như là PancakeSwap hay là rất là nhiều sàn bắt đầu lên thì giá MB bùng nổ như thế nào. 17 đô mình sẽ thu nhỏ lại, thì đến cuối năm nhé, mình xem là đến cuối năm 2021 20 nhé thì BNB lên bao nhiêu. Đấy, mình sẽ thu nhỏ lại thì mình sẽ lấy cái thước mình đo, ví dụ như đây là trước mình phải lấy cái thời gian là trước khi đấy là đây là vào tháng 6 đi là giá BNB là tầm 17 đô và đo lên vào cuối năm là giá BNB lên bao nhiêu. Tháng 10 năm 20 tháng 12 2020. Đây giai đoạn này các bạn, tháng 12 và tháng qua đến tháng 1. Là giá BNB tăng 164%. Đấy là sau khi mình có smart contract. Đấy thì các bạn có thể so sánh bên Cardano thôi, quay về video của ADA. Là 100 đồng BNB đã tăng 116 quay lại 162%. Và sau đấy nữa là tăng bùng nổ các bạn nhé. Mình chưa tính đến giai đoạn này, mình chỉ tính đến từ tháng 6 này khi mà bắt đầu có chuẩn bị có ngót nghét có smart contract và đến cái giai đoạn cuối năm thôi. Tại vì mình nghĩ là cuối năm nay là chu kỳ tăng trưởng của thị trường sẽ kết thúc cuối năm, hoặc cùng lắm là kéo dài qua năm tháng 1, tháng 2 gì đến năm sau thôi. Thì mình xem là đồng ADA như thế nào, tăng như thế nào. Rồi ok, thì bây giờ nếu mà ADA tăng sau khi có smart contract đi, ví dụ trước khi có smart contract đi là lên đến 3 đô rồi nhá, thì tăng 160% nữa thì sẽ tăng lên bao nhiêu. Thì bây giờ mới là tháng 5, mình chưa có testnet luôn. Đấy, nên mình phải tính là trong cái giai đoạn tiếp theo là từ khi mà lên đến 3 đô thì tăng 160% thì đấy là bao nhiêu? 160% là tăng đến khoảng 7-8 đô các bạn. 8 đô. Đấy, đấy là mình chỉ so sánh với đồng BNB thôi. Còn quay về biên độ BNB. Và sau đấy nhá là mình chưa đến cái giai đoạn bùng nổ. Đây mới là giai đoạn bùng nổ các bạn này. Đấy thì mình sẽ đo lại là nếu mà đến cái giai đoạn bùng nổ thì sao. Nó tăng lên đến là 1831%. Đấy thì mình xem thử, mình cứ xem thử thôi. Thì mình quay về video 1831% AD như thế nào. 1831%. 1831 thì quá cao các bạn, mình nghĩ là không ADA không thể làm được điều đấy, nên mình nghĩ là chỉ tăng lên khoảng chừng này thôi, khoảng 10 đô thôi, khoảng 300-4% đến chu kỳ năm nay thôi, tại vì ADA không còn nhiều thời gian các bạn. Tại vì như các bạn biết là chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin là sẽ có 4 chu kỳ: Bitcoin halving, bull market, bear market và chu kỳ đi ngang. Và bây giờ mình còn ở nửa đường rồi, thì đến cuối năm nay là mình sẽ lên đỉnh và sẽ rơi giá. Bitcoin rơi giá và tất cả những đồng altcoin sẽ rơi theo. Nên mình nghĩ là ADA chỉ còn khoảng 7 tháng đến 8 tháng thôi để tăng trưởng thôi, chứ không có nhiều thời gian đâu. Nên lên đến 10 đô là mình thấy là thành công rồi. Đây là suy nghĩ của mình thôi các bạn nhé, không có được cho là lời khuyên đầu tư. Các bạn phải nghiên cứu rất là kỹ khi đầu tư vào ADA.
Rồi ok, thì đấy là chia sẻ nhanh của mình về tình hình của Ada. Và một lý do nữa đồng ý là tăng ấy, là cũng nhờ cái tích của bác Elon Musk các bạn. Đây, mình sẽ vào bác Elon Musk. Thì hôm trước là bác Bác Elon Musk có một cái tweet về Dogecoin. Đây các bạn. Có nghĩa là bác đây đây đây. Bác đang tìm những cái đồng crypto mà sử dụng ít năng lượng hơn là Bitcoin. Tại vì bác đang đang dùng cái đồng nghĩa là bác chấp nhận mua xe bằng Bitcoin, nhưng mà sau đấy bác không chấp nhận được. Tại vì bác bảo là giá cái đồng Bitcoin dùng nhiều năng lượng quá, rất là ô nhiễm đến với môi trường. Đấy. Thì vì cái tích đấy thì mình nghĩ là vì sao là khi có cái tích đấy là giá của Cardano được tốt, tại vì Cardano sử dụng ít năng lượng thì mọi người nghĩ là bác Elon Musk sẽ chọn đồng Ada. Đấy, nhưng mà bác lại không chọn Ada các bạn, bác lại chọn Dogecoin. Nên nói chung là mình nghĩ đấy cũng là lý do là sao lại ảnh hưởng đến giá của Ada tăng rất là tốt. Bây giờ mình xem là cái có một cái thống kê năng lượng này. Năng lượng thì ví dụ như cái thống kê này ấy, là Bitcoin sử dụng để mà có một cái transaction đấy, thì Bitcoin sử dụng là 707 kWh, trong khi Cardano chỉ sử dụng là 0.54 kWh thôi, nhưng mà Dogecoin lại dùng ít hơn. Đấy, nên mình nghĩ là lý do vì sao bác Elon Musk chọn Dogecoin. XRP thì còn ít hơn nữa, nhưng mà XRP thì không hiểu sao bác không thích. Và tại vì cũng đang kiện tụng nên cũng rất là nguy hiểm khi mà sử dụng XRP. Ok, thì đấy là chia sẻ nhanh của mình về đồng Ada Cardano. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý thì cho mình xin một like. Xin chào tạm biệt các bạn.